Chào các bạn, mình là Kiwi, lại gặp nhau nữa rồi. Video hôm nay thì mình sẽ vẽ màu poster. Cũng lâu rồi mình cũng chưa dùng màu poster. Thông thường thì mình hay dùng màu nước thôi, nhưng ngoài ra mình cũng rất là thích dùng màu poster nữa, bởi cách dùng màu và kỹ thuật khác nhau nên sẽ cho mình nhiều cảm hứng hơn. Lần này sẽ thú vị hơn nữa là khi mình tự vẽ chính mình. Và đây là ảnh chân dung của mình. Thật ra thì hình này cũng không hẳn giống như mình ở ngoài, vì đã qua mấy lớp trang điểm rồi. Nhưng mà về đặc điểm thì cũng không khác mấy đâu, vì không có qua Photoshop gì đâu nha. Mình đã từng tự họa trước đây rồi, nhưng đều không được như ý. Không biết là do mình tự vẽ nên bị khớp hay sao đó, mà khi vẽ thì lại không giống với mình lắm. Cảm giác như đó không phải là mình. Nên lâu rồi thì mình cũng không tự họa chân dung. Nhưng lần này thì mình sẽ thử với chất liệu màu poster trên nền giấy đen. Giấy mà mình sử dụng ở đây là loại giấy bìa đen, giống như loại giấy bìa cứng thông thường mà người ta hay dùng để làm thủ công. Mình đã phác thảo chân dung bằng bút chì trước rồi mới tô màu. Mình rất là thích vẽ trên giấy đen vì nó giống như là một thử thách. Bởi theo mình thì khi vẽ trên giấy nền đen như thế này thì sẽ khó hơn khi vẽ trên giấy nền trắng. Chắc là bởi vì nó tối quá nên sẽ khó thấy hơn. Còn lý do thứ hai mà mình thích vẽ trên nền đen đó là cảm giác có gì đó rất là huyền ảo, bí hiểm hơn bình thường. Nên vẽ như vậy thì sẽ thú vị lắm. Khi xem video này thì bạn sẽ thấy ánh sáng đôi lúc thay đổi là do mình quay bằng ánh sáng tự nhiên, nên trời sẽ có lúc sáng và đôi lúc tối, mà còn trên giấy nền đen tối thui nữa thì hơi khó xem, nên các bạn thông cảm nha. Quay trở lại với chủ đề màu poster. Trước đây thì mình đã làm một video để phân biệt giữa màu poster và màu nước rồi. Nên nếu bạn có thắc mắc gì về cách sử dụng màu thì hãy xem lại nhé. Mình sẽ để link ở ngay bên dưới. Thường thì khi dùng màu poster thì mình sẽ chỉ dùng 5 màu cơ bản này thôi. Đó là màu đỏ, xanh, vàng, trắng và đen. Và từ 5 màu này thì mình sẽ pha trộn để cho ra nhiều màu khác nữa. Khi tô màu nước hay là màu poster, mình đều thích dùng những đường nét và mảng rõ ràng để tạo sự chồng lớp. Lớp được tạo ra từ màu poster sẽ ở dạng mảng đặc chứ không trong như màu nước, qua đó sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng khác. Màu này sẽ chồng lên màu kia tạo thành khối, nhìn rất là đã. Vì vậy mà đôi khi mình dùng màu nước chán thì mình sẽ quay qua vẽ màu poster để tìm cảm hứng mới. Tuy vậy thì mình cũng chỉ thích vẽ về thời trang thôi. Đối với cọ để sử dụng khi tô màu poster thì mình cũng dùng loại gần giống với khi tô màu nước thôi, miễn là cọ mềm mềm là được. Mình cũng không quá chú trọng đến nhãn hiệu cọ, mình cứ thấy loại nào phù hợp thì mình dùng thôi. Thói quen của mình khi vẽ chân dung là sẽ vẽ mảng lớn trước, tức là mình sẽ tô cái mặt trước, xác định vùng sáng tối, sau đó mình sẽ tập trung tả tiểu tiết như là mắt, mũi và môi. Ở những lớp đầu thì mình sẽ tô những mảng lớn, càng về sau thì sẽ vẽ nét nhỏ tập trung vào chi tiết hơn. Vẽ màu poster cũng có cái khó nhưng cũng có cái dễ, đó là bạn có thể chồng màu lên để chỉnh sửa sao cho vừa ý. Nhưng nhược điểm ở màu poster là nếu chồng dày và quá nhiều lớp thì khi khô lại bạn sẽ thấy màu hơi bị nứt ra trên mặt giấy. Nên mình cũng hạn chế không chồng quá nhiều màu dày đặc lên nhau. Mình đã bắt đầu vẽ màu poster trên giấy nền đen từ năm ngoái. Tự dưng lúc đó thì mình muốn thử vẽ một cái gì đó mới mới. Và nghĩ rằng thay vì vẽ trên một tờ giấy trắng thông thường thì mình sẽ vẽ trên giấy đen. Mà màu poster thì ở dạng đặc thì vẽ trên giấy đen cũng rất là hợp lý nữa. Thế là mình vẽ thôi. À, các bạn có thể xem thêm một vài bản vẽ khác trên giấy đen mà mình đã vẽ trước đây trên Instagram nhé. Còn đây thì là lần đầu mình tự vẽ chính mình, cũng khá là thú vị. Bạn hãy theo dõi đến cuối video này để xem kết quả nha.
Trong những video lần trước thì mình nhận được khá nhiều bình luận và chia sẻ của các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Chắc có thể là các bạn không biết được là dù chỉ một câu bình luận ngắn thôi cũng làm mình rất là phấn khích. Nhiều lúc mình nản vì mỗi lần làm video thì mất khá nhiều thời gian và công sức, nên đôi khi mình lại bị mất kiên nhẫn. Mà mỗi lần như vậy thì mình sẽ xem lại bình luận đó để lấy thêm động lực để làm tiếp. Thật sự rất là cảm ơn các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong những video sắp tới. Và trong số đó thì mình cũng nhận được một vài câu hỏi và nhiều chia sẻ liên quan đến việc tìm cảm hứng vẽ tranh. Có bạn hỏi mình là thường tìm cảm hứng ở đâu? Theo mình thì cảm hứng vẽ tranh phụ thuộc nhiều vào sở thích và đam mê của mỗi người. Từ đó thì bạn sẽ có một chủ đề cho riêng mình. Ý tưởng thì đôi khi nó cũng đến rất là bất chợt. Nhiều lúc không nghĩ thì nó lại xuất hiện, nhưng nhiều khi cố nghĩ thì cũng không ra được gì cả. Bản thân mình đôi khi chẳng nghĩ ra được gì để vẽ. Mình xem hết cái này đến cái khác, lướt web, xem YouTube nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Có mấy ngày liền mình không vẽ ra được cái gì mới cả, cũng rất là chán. Những lúc như vậy thì mình sẽ đi ra ngoài, gặp bạn bè, cà phê. Nếu có tiền thì sẽ đi chơi xa ở đâu đó. Khi về nhà thì biết đâu sẽ tốt hơn và nghĩ ra được nhiều thứ thì sao? Bạn có giống như mình không? Hãy để lại chia sẻ và cảm nhận của bạn sau khi xem video này nha. Vậy là video lần này sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like và share để ủng hộ mình nha. Rất cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.